chờ lấy một tháng, và một tháng ta chờ lấy một ngày, trong vòng một ngày ta chờ lấy một giờ. Đến giờ lành và tháng tốt, trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cô dâu và chú rể, chúng ta tiến vào đài hoa hạnh phúc của mình để ra mắt tới quan viên hai họ. Xin trân trọng và kính mời, xin mời quý bà con cô bác thân mến, chúng ta hãy mở một tràng pháo tay thật lớn chào đón cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng kính mời hai vị thanh niên đứng ở hai bên ghế già của sân khấu để chúng ta chuẩn bị bắn pháo chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời phụ dâu và rể chúng ta chuẩn bị ly rượu hồng lên sân khấu để chúng ta có ly rượu hồng để cảm ơn tới tất cả các vị quan khách. Xin trân trọng kính mời. Xin mời ban tiếp tân của gia đình chúng ta hướng dẫn khách ở bên phía nhà giới cũng có chén rượu hồng và để chào đón cô dâu và chú rể và chào đón tất cả các quý vị khách quý, và xin mời tất cả quý vị khách quý của chúng ta, xin mời ạ. Xin kính thưa quan viên hai họ, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho hai bên gia đình ban tổ chức xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các vị khách quý, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Và hôm nay xin kính thưa các anh chị khách quý, xin kính thưa toàn thể bà con cô bác kính mến, trong giờ phút long trọng của cô dâu và chú rể, xin mời tất cả quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng hướng về bên sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và sau đây đến giờ phút mà ông ta bà Nguyệt đã kết nối xe duyên cho hai bạn nên vợ nên chồng. Chúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa, chúc cho dân thắng phát kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Xin mời cô chào chú rể bước lên phía trên này một bước. Xin kính thưa các bác chị khách quý, xin kính thưa toàn thể bà con cô bác kính mến. Lúc này đây, bên gia đình nhà gái hân hoan mừng rể quý, bên gia đình nhà trai hớn hở đón dâu hiền, anh về đàn rể, em về đàn dâu. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy quay mặt vào nhau và trao chiếc nhẫn hạnh phúc cho nhau. Đã trao cho nhau trong hôm nay, nó là tình yêu và nền tảng của tình yêu của cô dâu và chú rể. Đó là chìa khóa trái tim cho đôi bạn. Hai bạn sẽ có trách nhiệm gìn giữ chìa khóa này đến tới đầu bạc răng long. Từ giờ phút này đôi bạn sẽ bước chung nhau trên con đường hạnh phúc và không ai chia cách hạnh phúc của đôi bạn. Xin mời quý bà con cô bác thân mến chúng ta nổ một tràng pháo tay lớn thật to dành cho cô dâu và chú rể. Xin kính thưa các anh chị khách quý, xin kính thưa toàn thể bà con hôm nay đúng là ngày tháng tốt, rất vinh dự cho chúng tôi được thay mặt cho hai bên gia đình ban tổ chức. Trong thời gian qua, hai bạn trẻ cũng đã tìm hiểu nhau từ ánh mắt và nụ cười đầu tiên, từ tình bạn đến tình yêu cũng đã được chín mùi cho đến hôm nay. Được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền của địa phương, được tổ chức buổi lễ thành hôn cho bạn trẻ vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, tức ngày 28 tháng 10 năm Canh Tý. Hôn lễ chính thức tổ chức tại gia đình nhà trai. Và hôm nay về phía ban tổ chức chúng tôi không biết nói gì hơn, chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc và sớm có tin vui cho hai bên gia đình, và chúc cho hai bên gia đình thông gia và điền gia mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn gắn bó và đoàn kết với nhau. Thưa ba nữa, chúng tôi cũng xin một lần nữa để thay mặt gia đình và nói lời thay cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn sự góp mặt của tất cả quý ông quý bà cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên chúng ta bước chút thời gian quý báu và thời giờ vàng ngọc của mình đến chia sẻ niềm vui của hai bên gia đình cô dâu và chú rể. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị.
và gia đình, những người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, cô dì chú bác, những ngày trọng đại hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời bác đại diện bên gia đình nhà trai có lời phát biểu ý kiến cũng như lời cảm ơn tới tất cả các vị quan khách. Xin trân trọng kính mời bác ạ. Chiêng bò mẹ thảo kế lại phủ lại côn ma mưa đi lầy mưa đi biến chăn con được ơn hoàn hảo ma nhon nho thở đu làng hào hẳn âu hanh hành trời diên bia diên can bản nàng mưa đinh ba tiêm bò tiêm mẹ xin kính thưa toàn thể hôn trường thưa quan viên hai họ. Thay mặt gia đình bên nhà trai, tôi xin có đôi lời để phát biểu trước hôn lễ. Kính thưa toàn thể bà con dân làng và anh em trong dòng tộc gia đình và bạn bè của hai cháu đến dự ngày hôn lễ hôm nay, thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn và kính chúc mọi người sang năm mới có sức khỏe dồi dào và đạt nhiều lành thành đạt trong cuộc sống. Xin kính thưa bà con, trong buổi hôn lễ hôm nay đối với gia đình nhà trai chúng tôi vô cùng vui vẻ và phấn khởi đón nhận cô dâu ở cách đây khoảng gần 200 cây số đã về gia đình, và kính mong rằng đã là người con trong gia đình thì mong rằng là sẽ trở thành dâu hiền, con rể thì cũng phải thảo với bố mẹ cha mẹ. Chính vì vậy, thay mặt toàn thể trong gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đến dự và với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc mọi người ngon miệng, vui vẻ và uống rượu cho thật là vui tươi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất chân thành nhất của bên gia đình nhà trai. Và nhà trai hăng hái thì nhà gái sau đây đứng ngồi không yên. Và anh trai của cô dâu cũng có lời phát biểu ý kiến cũng như lời cảm ơn tới tất cả các vị quan khách. Trân trọng kính mời anh. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, họ hàng hai bên, bạn bè thân hữu gần xa, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai em Quảng Quân và Thu Hoài tại nhà trai bản Thủy Phúc, xã Nòng Lúa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị quan khách trong hội trường đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình tới chung vui với hai bên gia đình. Một lần nữa xin gửi tới quan khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc cho hôn lễ của hai em Quảng Quân và Thu Hoài trăm năm hạnh phúc mãi mãi bền lâu. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu bên gia đình nhà gái và xin mời hai vị đại biểu ra bên bắt tay nhau và tay bắt mặt mừng và chúng ta hãy xuống ra bên hội trường. Vâng, xin cảm ơn hai bác và xin mời hai bác xuống ra phía dưới tay bắt mặt mừng với tất cả các vị quan khách của chúng ta và xin mời hai thông gia tiến lên phía trên này tay bắt mặt mừng. Vâng ạ, xin chúc cho hai bên thông gia mãi mãi mạnh khỏe hạnh phúc và đôi con gắn bó và đoàn kết bên nhau. Và xin chào kính mời hai đại diện của chúng ta cùng xuống phía dưới tay bắt mặt mừng với tất cả các vị quan khách của chúng ta. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng xuống phía dưới tay bắt mặt mừng với tất cả các vị quan khách của chúng ta. Và xin chào cảm ơn. Mama,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.